Bây giờ nó đã có cảm giác rát luôn rồi nha mọi người. Mình nghĩ rằng bạn nào da nhạy cảm ấy thì cực kỳ phải cẩn thận, mình không đắp được, mình đắp lên một chút xíu là mình đã thấy ôi rát dã man luôn ý. Bây giờ đã là 3 giờ 7 phút sáng rồi nha mọi người. Mọi người có thể thấy mình làm việc rất là muộn. Thông thường thì buổi tối ấy thì mình mới tập trung để có thời gian làm việc ấy. Hiện tại trong thời điểm này thì mình thấy rằng tình hình dịch đang khá là căng thẳng và phức tạp. Có rất là nhiều nơi hiện nay đang trong khu vực giãn cách. Và chính vì điều này cho nên mình nghĩ rằng là đa số kinh tế của mọi người sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Và tiết kiệm trong khoảng thời gian này là điều mà chúng ta nên làm. Ngay trong video ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện về một chủ đề mà mình nghĩ rằng rất thích hợp trong mùa dịch này. Đó chính là review về những sản phẩm làm đẹp có giá thành cực kỳ rẻ nhưng mà lại bán rất là chạy ở trên Shopee. Đối với cá nhân mình ấy thì cũng đã phải trải qua rất là nhiều điều để có được như ngày hôm nay. Và bắt đầu từ những cái thời điểm là mình đi học đại học này rồi sau đó ra trường ấy thì cái lương thử việc của mình cũng chỉ khoảng tầm 2 triệu rưỡi cho đến 3 triệu. Cho nên mình rất là có kinh nghiệm đối với những sản phẩm bình dân mà có mức giá thực sự rất là rẻ nhá. Hai sản phẩm đầu tiên mà mình review trong video ngày hôm nay ấy, đó chính là hai sản phẩm bông tẩy trang. Bên tay trái của mình đang là bông tẩy trang La Mela và bên tay phải của mình đang là bông tẩy trang Cotton Pad. Riêng cái link mà mình mua hai cái sản phẩm này đã bán được 639.000 sản phẩm. Mỗi túi như thế này sẽ có số lượng là 222 miếng mà chỉ có giá là 19.000 đồng. Đầu tiên sẽ là cái bông tẩy trang La Mela thì cái sản phẩm này nó sẽ có rất nhiều cái màu sắc ở phía vỏ bên ngoài. Tuy nhiên cái chất lượng bông ở phía bên trong ấy thì nó sẽ giống nhau nha mọi người. Cái gói bông này được đóng gói cực kỳ chắc chắn và dày dặn. Cái bông ở phía bên trong ấy nó sẽ không bị dồn lại đâu mà cái bông được sắp xếp rất là ngay ngắn. Ở bên trên sẽ có dây rút như thế này nha mọi người. Còn về cái loại cotton pad này ấy, thì khi mà mua về mọi người sẽ thấy rằng là cái bông ở phía bên trong ấy nó sẽ bị dồn lại. Và bên cạnh đó mình cũng không thích cái túi zip này đâu. Cái túi zip này mỗi lần mà sử dụng nó rất là bất tiện ấy. Cho nên là so sánh về bao bì thì cái La Mela này nó sẽ tiện hơn rất là nhiều. Thì cái bông này nó sẽ dày hơn cái bông cotton pad là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là ở trên cái miếng bông này mỗi cái đầu bông như thế này sẽ được dập hai mối dập rất là chắc chắn và hai cái đường dập viền ở hai bên cái miếng bông ấy để tránh cho cái miếng bông ở phía đằng trong nó bị xê dịch lúc mà chúng ta lau ở trên mặt ấy. Thì mình cũng cảm thấy rằng cực kỳ chắc chắn nha mọi người. Còn riêng cái bông cotton pad, thứ nhất là về cái mối dập, mỗi bên nó sẽ có 3 mối dập, tổng cộng là 6 mối dập. Và bên cạnh đó cái mối dập của cái bông cotton pad này thì nó sẽ không chắc chắn như cái bông La Mela và sẽ rất dễ làm cho cái bông này nó bị tách ra như thế này. Lúc mà lau lên ở trên mặt ấy thì cái bông cotton pad này nó sẽ bị dồn lại và rất dễ rách. Về bề mặt bông của cả hai cái sản phẩm này thì gần như là tương tự như nhau. Cái mặt nhám này nó sẽ rất là phù hợp để chúng ta sử dụng tẩy trang. Còn cái mặt trơn còn lại thì thích hợp để dưỡng da hơn. Ngay bây giờ thì mình sẽ tẩy trang luôn bằng hai cái sản phẩm bông này cho mọi người được thấy rằng là thực tế hai cái bông tẩy trang này nó có khác gì nhau nhá. Mặt bên trái này của mình ấy thì mình sẽ sử dụng cái bông tẩy trang La Mela này nha mọi người. Khi mà sử dụng cái mặt bông nhám này ấy, kể cả cái bông La Mela hay là cái bông cotton pad ấy, thì mình vẫn thấy nó hơi cứng và hơi đanh ở trên da, cho nên khi lau ấy thì mọi người cẩn thận một chút xíu nhá. Đừng massage quá kỹ ở trên da thì nó sẽ làm da của chúng ta hơi rát ấy. Nhưng mà riêng cái mặt nhám này nó sẽ tẩy trang rất là tốt bởi vì nó có cái độ ma sát cao. Vì cái bông La Mela này nó dập viền rất là chắc cho nên khi mà thấm nước vào mọi người cũng sẽ thấy rằng là khi lau ở trên mặt cái bông này nó sẽ không bị sổ ra. Mọi người đừng có bất ngờ khi mà mình tẩy trang đi mất đi cái lông mi và eyeliner nha mọi người. Cái lông mi nối của mình ấy nó bỏ mình đi từ rất là lâu, từ cái hôm giãn cách đến bây giờ mọi người ơi. Đây là mặt bên trái mình đã tẩy trang rồi nha mọi người. Còn mặt bên phải ấy, thì mình sẽ sử dụng cái bông cotton pad này nhá. Cái bông này ấy, nó dễ long ra lắm. Nó long hai cái lớp bên ngoài ra để lộ cái lớp bông ở phía đằng giữa ấy. Vì thực tế là cái đường dập viền của nó ấy, nó không chắc chắn mọi người ơi. Đây mọi người có thể thấy này, khả năng tẩy trang khá là tốt nhá. Tuy nhiên, cứ khi nào mà lau lên trên mặt ấy mà thấm nước tẩy trang hay là các loại toner ấy, thì cái bông nó sẽ, đây, nó sẽ hở toang khoác ra như thế này. Khi mà sử dụng cả hai cái sản phẩm bông này trong một khoảng thời gian dài thì mình thấy rằng cái chất lượng của hai cái bông này nó sẽ khác nhau. Đầu tiên là về cái bông La Mela này thì nó sẽ dày hơn cái bông cotton pad này. Cả hai cái loại bông này thì nó đều có 3 lớp. Một là cái mặt lỗ lỗ như thế này để tạo ma sát ở trên da khi tẩy trang này. Một là cái mặt mịn như thế này để bọc ở phía bên ngoài. Và cái lõi bông ở phía đằng giữa này ấy, nó rất dễ bị dồn và lòi ra ngoài nếu như là cái bông cotton pad. Riêng hai cái lớp này ấy, thì mình nghĩ rằng là không phải 100% cotton đâu. Bởi vì nó đanh lắm. Khi lau ở trên mặt ấy thì cả hai cái bông tẩy trang này nó sẽ để lại cho mình một cái cảm giác và nó hơi rát da. Cho nên mọi người lưu ý là khi tác động ở trên da thì chúng ta lau nhẹ nhàng một chút xíu. Tuy nhiên cái khả năng làm sạch của nó thì khá là tốt. Đối với những bạn học sinh sinh viên mà không có quá nhiều về kinh tế thì mình vẫn nghĩ rằng những cái loại bông tẩy trang như thế này nó là ngon trong tầm tiền. Riêng cái bông La Mela này ấy, thì mình sẽ chấm là 7/10. Còn đối với cái bông cotton pad này thì mình sẽ chỉ chấm là 6/10 thôi. Xin phép mọi người đánh tí son nhá. Để review sản phẩm tiếp theo chứ không là mặt như con cá chết như thế này không thể chấp nhận được. Đấy, xinh rồi.
có tí son vào cái là nhìn cái khuôn mặt của mình khác bọt ngay. Tiếp theo đó thì mình sẽ review một cái sản phẩm với mức giá cực kỳ rẻ, cũng bán rất là chạy ở trên Shopee. Đó chính là cái sản phẩm cọ rửa mặt bạch tuộc này. Thì cái sản phẩm này nếu như mà mua ở trên mall ấy thì sẽ có giá là 12.000. Tuy nhiên nếu như mọi người mua những cái đợt sale ấy thì nó chỉ có giá là khoảng tầm 9.000 thôi nha mọi người. Khi mà cầm cái sản phẩm này trên tay thì mọi người sẽ thấy rằng nó giống y hệt đối với cả cái cọ rửa mặt bạch tuộc đến từ nhà Etude House. Cái cọ của nhà Etude House ấy thì nó có giá thành cao hơn hẳn. Cho nên mọi người lưu ý nhá, là đây là cái sản phẩm mà mình mua ở trên mall, trên Shopee với giá 12.000 đồng, chứ không phải là cái cọ rửa mặt của nhà Etude House. Cái cấu tạo của cái cọ rửa mặt hình con bạch tuộc này thì bên ngoài nó sẽ tạo hình bằng một cái lớp silicone, và ở phía bên trong ấy thì nó sẽ có một cái mút màu đen như thế này. Cái đầu silicone ngắn ở phía bên trên này thì để rửa mặt này, còn cái đầu silicone dài mà to ở phía bên dưới thì để massage mặt nha mọi người. Đầu tiên thì mọi người sẽ cho nước vào cái phần bung mút màu đen ở con bạch tuộc này nhá. Tiếp theo đó thì mọi người sẽ cho sữa rửa mặt cũng vào cái phần bông mút màu đen này luôn. Và khi bóp lên như thế này thì mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ tạo bọt, và cái bọt nó sẽ thông ra những cái lỗ khí ở phía bên trên cái đầu của con bạch tuộc này như thế này. Và nó sẽ tạo bọt khá là tốt luôn nha mọi người. Khi mà tạo bọt như thế này rồi thì mọi người sẽ xoa lên trên da và rửa mặt nhá, massage nhẹ nhàng thôi nha mọi người. Vì cái đầu silicone của con bạch tuộc này nó không giống cái đầu silicone của các cái loại máy rửa mặt hiện nay ở trên thị trường đâu, nó hơi cứng một chút xíu. Và nếu như thế nó tạo bọt chưa tốt thì mọi người cứ tiếp tục bóp như thế này. Nói chung là nó tạo bọt này. Đây mọi người có thể thấy này. Cái sản phẩm này thì cái cơ chế làm sạch của nó chính là cái cơ chế làm sạch ở trên bề mặt da bằng những cái gai silicone như thế này. Khi mà ma sát ở trên da nó sẽ tạo ra tác động vật lý và nó sẽ làm sạch cái bề mặt da. Sạch rồi, đi rửa mặt nha mọi người. Ok, đây là sau khi mình rửa mặt xong thì mọi người có thể thấy rằng là da của mình rất là sạch luôn, mình khẳng định luôn ấy, không hề cảm giác là cái da của mình bị rát hay là gì cả. Cái cách mà chúng ta vệ sinh ấy thì cũng rất là đơn giản, mọi người cứ tút cái lớp bông ở phía bên trong này ra ấy, mọi người giặt qua bằng cái sữa rửa mặt, sau đó thì mọi người sẽ đem đi phơi thôi. Bây giờ mình sẽ đánh giá tổng quan về ưu điểm này. Thì cái sản phẩm cọ rửa mặt bạch tuộc này ấy có giá thành quá là rẻ. Ưu điểm tiếp theo là cái sản phẩm này tạo bọt rất là tốt, và bên cạnh đó làm sạch da theo quan điểm cá nhân mình là nó cũng rất là ổn. Khi mà sử dụng lên trên da thì mình cũng thấy rằng nó không hề làm cho cái da của mình bị rát hay là khó chịu gì cả. Đấy là về ưu điểm nhé. Còn về nhược điểm này thì mình nghĩ rằng là cái đầu silicone của cái sản phẩm này, kể cả đầu silicone nhỏ hay là cái đầu silicone massage, đầu silicone to đấy, nó vẫn hơi cứng một chút xíu. Cho nên mọi người lưu ý là cái tác động khi mà ở trên da lúc mà chúng ta rửa mặt thì nên nhẹ nhàng. Và đối với những bạn nào mà đang có cái tình trạng mụn viêm ở trên da ấy, thì mình không khuyến khích mọi người sử dụng cái sản phẩm này nhé. Để chấm điểm cho cái cọ rửa mặt bạch tuộc này đối với mức giá là từ 9 cho đến 12.000 đồng ấy, thì mình sẽ chấm là 7/10. Nói chung là mình cảm thấy nó khá là ổn so với giá nha mọi người, phù hợp đối với những bạn học sinh sinh viên. Tiếp theo đó thì mình sẽ review hai cái sản phẩm mà thực sự bán cũng rất là chạy ở trên Shopee. Đó chính là cái mặt nạ môi Bio Aqua, và bên cạnh đó là mình sẽ review hai sản phẩm mặt nạ mắt. Một là cái sản phẩm Imagist này, và thứ hai là cái sản phẩm Lanbena nha mọi người. Thì mình sẽ review cái sản phẩm Imagist này trước nhá. Sản phẩm này có giá là 74.000 đồng. Tuy nhiên lúc mà mình mua được giảm giá cho nên chỉ còn 59.000 đồng thôi. Cái hộp của phía bên trong ấy thì nó được làm bằng một chất liệu nhựa màu vàng như thế này, và cầm khá là dày dặn và chắc tay. Sản phẩm này có nhiều màu lắm, và mình chọn mua cái sản phẩm màu vàng này mình thấy rằng bị ít vote một sao nhất nha mọi người. Về bảng thành phần của sản phẩm này thì toàn là tiếng Trung thôi, nó là một sản phẩm nội địa cho nên mình cũng không review được quá nhiều về bảng thành phần. Xin lỗi mọi người vì sự thiếu hiểu biết của mình về tiếng Trung. Sản phẩm này thì sẽ có là 60 miếng mặt nạ, và mọi người sẽ đắp được nhiều vùng ở trên gương mặt và có thể sử dụng là từ 3 đến 4 lần một tuần. Thông thường thì cứ cách một ngày là mình sẽ sử dụng sản phẩm này một lần. Khi mở sản phẩm ra ở bên trong ấy thì mọi người sẽ thấy rằng nó có một cái nắp ngăn như thế này, bởi vì cái chất sản phẩm ở bên trong nó sẽ dạng thạch và nó có khá là nhiều nước. Cho nên mọi người lưu ý là khi mà chúng ta sử dụng xong thì chúng ta nhớ đậy kín cái nắp chặn này lại nhé. Và bên cạnh đó nó sẽ có một cái muỗng lấy mặt nạ như thế này, khá là sạch sẽ nhé. Miếng mặt nạ ở phía bên trong ấy thì nó khá là mỏng, và bên cạnh đó nó sẽ có màu vàng ánh kim nha mọi người, nhìn trông khá là sang chảnh. Thì cái mùi hương này là một cái mùi hương liệu tổng hợp. Theo quan điểm cá nhân mình là mùi này không quá nồng đâu. Ngay bây giờ là mặt mình đã làm sạch rồi cho nên mình sẽ đắp cái mặt nạ này lên luôn, bởi vì bây giờ mình đang review cho nên mình phải ngồi, chứ còn bình thường ở nhà ấy thì mọi người nên nằm xuống để đắp những cái mặt nạ dạng thạch như thế này thì nó sẽ tốt hơn. Mình không thể nào mà quay review cái kiểu vừa nằm xong vừa nói chuyện với mọi người như thế này được, cho nên mọi người thông cảm nhé. Mình sẽ đắp lên và sau đấy mình sẽ đi nằm luôn. Vùng mắt của mình ý thì nó sẽ có một vài cái nếp nhăn như thế này, và bên cạnh đó cái quầng thâm mắt của mình thì cũng khá đấy mọi người, bởi vì mình hay thức đêm. Bây giờ là 4 giờ sáng đây rồi nha mọi người, 4 giờ sáng rồi nha mọi người, và mình vẫn ngồi đây review sản phẩm với mọi người, thấy là
thực sự là mình đam mê rất là nhiều cái công việc này mọi người ạ. Thì khi mà đắp cái mặt nạ này mọi người lưu ý nhá, là chúng ta hãy dày bớt nước đi. Nếu như mà nó còn nhiều nước quá thì nó sẽ rất dễ chảy. Tuy nhiên cái mặt nạ Imagix này thì nó sẽ dễ đắp hơn cái Labena, bởi vì cái sản phẩm này nó mỏng hơn cho nên nó ăn vào mắt hơn, nó sẽ tránh cái việc là trượt cái mặt nạ đi ở trên mặt ấy. Cái phần mà nó nhọn nhọn như thế này là đắp vào phía bên trong đấy, và để nguyên như vậy trong 15 đến 20 phút. Khi mà mới đắp lên, mình nghĩ rằng là hầu hết tất cả mọi người đều sẽ có một cái cảm giác, đó chính là nó hơi rát. Nhưng mà cái cảm giác rát này nó sẽ chỉ duy trì trong vòng khoảng tầm từ 3 đến 4 phút. Sau 3 đến 4 phút nó sẽ giảm hoàn toàn luôn. Và khi mà mình sử dụng cái mặt nạ này trong một khoảng thời gian khá là dài rồi thì mình thấy rằng là cái mặt nạ này không gây kích ứng cho cái vùng da mắt ở bên dưới của mình. Thì tiếp theo đó mình sẽ sử dụng luôn cái mặt nạ môi của nhà Bio Aqua này nhá. Thì cái sản phẩm này mình cũng đã test thử kha khá rồi mọi người. Khi mà mở cái mặt nạ Bio Aqua này ra thì mọi người sẽ thấy rằng là trong cái mặt nạ này nó có kha khá nước, nên mọi người lưu ý là đừng có đây là cái mặt nạ môi. Thì mọi người có thể thấy là nó dày như một miếng thạch như thế này. Thực sự nó rất là dày, mà nó dày như miếng da lợn cũng không sai một chút nào. Bây giờ mình sẽ đắp lên trên môi nhá. Mọi người lưu ý này, đằng giữa nó có một cái phần mỏng mỏng như thế này. Thì cái phần mỏng mỏng này mọi người hay đưa vào giữa cái lòng môi để giữ cho cái mặt nạ này ở trên môi tốt nhất nhá. Cái này như thế này nhá. Nhưng nghỉ khoảng tầm là 2 phút nha mọi người, sau đấy mình sẽ quay lại cập nhật sau nhá. Này, sau 30 phút nha mọi người, mình định để là 20 phút nhưng mà mình ngồi xem phim, thế là mình quên mất, mình lại ngồi mất 30 phút. Thì mọi người sẽ thấy này, đây cái mặt nạ mắt ấy khi mà nó đã khô rồi thì nó sẽ không bị tuột đó. Thì bây giờ mình sẽ lột ra và zoom sát lại nhá. Mình đã đắp cái mặt nạ mắt Imagix này khá là nhiều lần rồi. Thì mình thấy rằng mỗi lần mà mình đắp xong ấy, thì cái phần nếp nhăn ở dưới mắt ấy, sau khi mà lột cái mặt nạ ra, nó sẽ được đầy lên ngay tức thì. Cái mắt của mình nó đỡ mệt mỏi hơn, bởi vì nó cấp nước khá là tốt. Cái mặt nạ này sau khi mà đắp ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng nó sẽ mỏng đi khá khá. Còn riêng cái mặt nạ môi, khi mà đắp cái mặt nạ môi này vào, nó sẽ giống như kiểu nó ủ nước ấy. Nó sẽ làm cho những cái da chết ở trên môi của mọi người dễ được tẩy ra. Đây, lấy tay đẩy nhẹ nhẹ thôi. Nó cũng đã ra đây rồi nhá. Sau khi mà tẩy da chết xong ấy, thì mọi người sẽ thấy rằng là cái môi của mọi người nó khá là mềm. Cảm giác khi sử dụng ở trên môi ấy, chủ yếu nó sẽ giúp cấp nước ở trên môi. Và cái lớp thạch này nó khá là dày, cho nên nó sẽ làm cho cái da chết ở trên môi bở ra. Cho nên khi mà mọi người đi rửa mặt ấy, hoặc là mọi người tẩy da chết môi, thì nó sẽ khá là dễ dàng. Nó sẽ để lại một cái lớp ẩm khá là nhẹ, và nó sẽ làm cho môi của mọi người hơi mềm một chút xíu. Tuy nhiên nó sẽ không có công dụng cấp ẩm quá nhiều nha mọi người. Còn riêng đối với cái mặt nạ mắt Imagix này ấy, thì mọi người có thể thấy này, là cái phần mắt của mình ấy, sau khi mà đắp cái mặt nạ này, nó sẽ ẩm bên cạnh nó sẽ căng hơn. Nó sẽ làm cho cái mắt của mọi người trông đỡ mệt mỏi hơn ấy. Tuy nhiên cái công dụng mà làm cho cái bầu mắt của mọi người căng hơn một chút xíu ấy, nó chỉ duy trì được trong vòng tầm 12 tiếng thôi nha mọi người. Sau đó thì mọi người sẽ thấy rằng là cái mắt của mọi người nó sẽ trở lại bình thường. Còn về cái công dụng là làm giảm thâm quầng mắt, thế là mình không thấy nó giảm thâm quầng mắt hay là giảm bọng mắt đâu. Riêng đối với cả cái mặt nạ mắt Imagix này thì mình sẽ chấm là 7/10 nha mọi người. Còn riêng đối với cả cái mặt nạ môi Bio Aqua này thì mình sẽ chỉ chấm là 6.5/10 thôi. Tiếp theo đó thì mình sẽ review nhanh cái mặt nạ mắt Labena này nhá. Hãng Labena này thì có rất nhiều cái dòng mặt nạ mắt dạng thạch này khác nhau. Tuy nhiên cái bản Rose mà mình đang có trên tay là bán chạy nhất. Nếu như để nói về bao bì ấy, thì cái hãng Labena này không đẹp bằng cái hãng Imagix, vì cái chất bao bì của hãng Labena này nó làm bằng nhựa cứng ấy, cho nên cái khớp vặn của sản phẩm này mọi người có thể thấy này, khi mà vặn vào nó rất là dễ chệch và nó cứ bị rít rít ấy. Cái mặt nạ ở phía bên trong ấy thì mùi nó nồng lắm. Khi mà mình sử dụng cái mặt nạ này ấy, thì mình cảm giác nó rất là rát. Cái cảm giác của nó còn rát hơn rất là nhiều so với cả cái hãng Imagix. Nó sẽ rát trong khoảng tầm 10 phút nha mọi người, và cái cảm giác châm chích của nó rất là mạnh. Đó là riêng cái cảm nhận của mình. Và khi mình đọc những cái bình luận ở trên Shopee, mình thấy rằng có những bạn sau khi đắp cái mặt nạ này xong còn bị kích ứng ở cái phần mắt này, làm da đỏ dần lên. Cái mặt nạ này thì nó sẽ dày hơn cái mặt nạ của nhà Imagix một chút xíu. Đây là khi mà đắp lên nha mọi người. Đây là nước nó sẽ chảy lõng bõng này, nó nhiều nước lắm. Và cái mặt nạ này ấy, thì nó sẽ trôi hơn rất là nhiều so với cả cái mặt nạ của nhà Imagix. Kể cả khi mà mọi người nằm xuống ấy, thì cái mặt nạ này nó vẫn sẽ trôi xuống nha mọi người. Bây giờ nó đã có cảm giác rát luôn rồi nha mọi người. Đây là mình đắp liên tiếp hai cái mặt nạ như thế này, nhưng kể cả khi mà mình đắp cách ra ấy, thì cái mặt nạ này nó vẫn rất là rát. Mình nghĩ rằng bạn nào da nhạy cảm ấy,
thì cực kỳ phải cẩn thận, mình không đắp được, mình đắp lên một chút xíu là mình đã thấy ôi rát da man luôn ý. Cảm nhận của mình sau khi sử dụng cái mặt nạ mắt đến từ hãng Lamena này ấy, thì mình thấy rằng là cái độ cấp ẩm của nó ấy thì không tốt bằng cái mặt nạ mắt đến từ nhà Imagix. Cảm giác khi sử dụng ở trên da thì thực sự nó rất là rát, cho nên mọi người lưu ý nhá. Riêng đối với cả cái mặt nạ Lamena này ấy, thì mình sẽ chỉ chấm là 3/10 thôi, mình không sử dụng được cái sản phẩm này. Tiếp theo đó sẽ là hai cái mặt nạ đến từ nhà Makeup, mà hai cái mặt nạ này ấy rất là quen thuộc đối với mình luôn. Loại màu xanh HA này là loại dưỡng ẩm này, còn cái loại màu tím Bright Skin Mask này sẽ là loại làm sáng da nha mọi người. Mình đã sử dụng cả hai cái sản phẩm này rất là nhiều rồi, thì ngay bây giờ mình sẽ thử sử dụng cái mặt nạ xanh này cho mọi người được biết nhé. Khi mà mở ra ở bên trong, đây đúng rồi, ngày xưa đúng chính xác là cái mùi này không sai một chút nào luôn. Khi đắp cái mặt nạ lên mặt ấy thì mọi người cứ giữ nguyên cái lớp ni lông như thế này và đắp cái mặt bông của cái mặt nạ vào trong mặt như thế này nhá. Cái mặt ni lông thì hướng ra ngoài, kéo cái lớp ni lông ra. Thì khi mà đắp cái mặt nạ xong, mọi người sẽ thấy rằng là cái chất mặt nạ này nó rất là mỏng, nó ôm sát mặt như thế này nha mọi người. Và bên trong cái gói này ấy, nó có nhiều cái dung dịch lắm. Bây giờ mình sẽ đổ cái dung dịch ra cho mọi người thấy này. Đây, nó nhiều lắm luôn mọi người. Nếu như mà đắp cái dung dịch này hết lên trên mặt thì nó sẽ chảy nhũ nhão ở cổ ấy. Bởi vì cái dung dịch này nó không phải quá đặc mà nó lỏng, nó chỉ đặc hơn nước một chút xíu. Thì bây giờ mình sẽ đi nghỉ 15 phút và sau 15 phút đấy thì mình sẽ quay lại và mình sẽ lột cái mặt nạ ra, mình sẽ review chi tiết cho mọi người được biết nhé. Đây là sau hơn 20 phút nha mọi người, bởi vì mình đang ngồi trong phòng điều hòa ấy, cho nên là những cái vùng mũi này và cái vùng ở phía bên trên miệng ấy nó sẽ hơi khô se lại một chút xíu. Thì bây giờ mình sẽ lột cái mặt nạ ra cho mọi người được thấy nhé. Đó, mọi người sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái lớp dưỡng chất rất là đẫm ở trên mặt. Thì ngay bây giờ mình sẽ đi rửa mặt nha mọi người. Đây là sau khi đã rửa mặt xong, thì sau khi mà đắp cái mặt nạ này thì mọi người sẽ thấy rằng cái da của mọi người khá là mịn và đủ nước. Cái mặt nạ này nó sẽ có công dụng chính là cấp nước chứ không phải cấp ẩm ở trên da. Bởi vì mình đã sử dụng rất nhiều cái mặt nạ HA này rồi, mình cũng không nhớ là mình đắp bao nhiêu hộp rồi ấy. Cho nên mình chắc chắn một điều là sau khi mà đắp cái mặt nạ này ấy, thì sẽ có cảm giác rất là ẩm. Nhưng chỉ sau khoảng tầm từ 30 phút đến 1 tiếng, mọi người sẽ thấy rằng là cái da của mọi người nó sẽ trở về trạng thái bình thường. Ở cái mặt trước của cái mặt nạ này thì nhấn mạnh rằng ở trong cái mặt nạ này có rất là nhiều những loại chiết xuất có lợi cho làn da. Mình lấy ví dụ như là niacinamide này, chiết xuất từ cam thảo này, chiết xuất từ nấm men này, vitamin C này, thậm chí có cả tranexamic acid này, vitamin E luôn nha mọi người. Tuy nhiên đây là những cái thông tin in ở mặt trước thôi, chứ còn về cái bảng thành phần thực tế của cái sản phẩm này ở mặt sau á thì mọi người sẽ thấy rằng là bảng thành phần của nó rất là đơn giản và nó không có những cái thành phần mà mình vừa mới liệt kê. Hầu hết nó sẽ là những cái chất dưỡng ẩm ở trên da như là rau sam này, lô hội này và dưa chuột đều có công dụng là làm dịu và dưỡng ẩm nhẹ nhàng ở trên da. Có HA này, có triethanolamide, thì mọi người lưu ý nhé, những bạn nào da nhạy cảm này mà dị ứng đối với cả triethanolamide thì mọi người cần phải cân nhắc nhé. Sau cái đắp cái mặt nạ này là mọi người phải rửa mặt, bởi vì triethanolamide thì nó không nên lưu lại quá lâu ở trên da, nó sẽ có khả năng gây kích ứng da, cho nên mọi người lưu ý nhé. Trong bảng thành phần của sản phẩm này sẽ có paraben và có hương liệu nữa. Tuy nhiên cái mùi hương liệu của cái mặt nạ này thì khá là nhẹ nhàng, khi mình đắp lên thì không hề có cảm giác châm chích hay là kích ứng gì cả. Mình đã đắp cái mặt nạ này rất là lâu rồi, cho nên đối với mức giá là 5.000 đồng thì mình thấy rằng cái chất lượng của cái mặt nạ này khá là ổn. Tuy nhiên cái công dụng của nó sẽ không có quá nhiều. Tiếp theo đó đến cái mặt nạ làm sáng da màu tím này, thì cái mặt nạ làm sáng da màu tím này ngày xưa mình cũng đã sử dụng rất là nhiều rồi, thì mình nói thật với mọi người nó không khác gì cái mặt nạ màu xanh kia, nhưng mà nó có cái mùi hắc hơn và nó cũng không có công dụng làm sáng da. Đơn giản nó chỉ có công dụng cấp nước và cấp ẩm tạm thời ở trên da. Trong cái bảng thành phần ở phía mặt sau thì nó giống y hệt như là cái bản HA này nha mọi người, không sai một chút nào. Chỉ khác là cái bản màu tím này nó sẽ bổ sung thêm chiết xuất từ ngọc trai, nhưng mà kết cấu khi sử dụng ở trên da giống hệt, chỉ khác với cái mùi thôi. Công dụng sau khi mà đắp mặt xong nó cũng như thế. Nếu như để so sánh giữa hai cái mặt nạ này, mọi người hỏi mình thích cái mặt nạ nào hơn ấy, thì mình thích cái mặt nạ màu xanh HA này hơn. Lý do đơn giản thôi, công dụng của nó khá là đơn thuần và cái mùi của nó dễ chịu hơn cái sản phẩm màu tím này. Nếu như bạn nào muốn sử dụng một cái mặt nạ cấp nước đơn thuần và bên cạnh đó nó sẽ làm cho mọi người thoải mái khi sử dụng, thì mọi người có thể lựa chọn cái mặt nạ đến từ nhà Makeup này nhá. Tiếp theo đó sẽ là một cái loại mặt nạ mà bán cực kỳ chạy ở trên Shopee luôn nha mọi người, đó chính là cái mặt nạ HA đến từ nhà Imagix. Cái link mà bán cái sản phẩm này đã bán lên đến hơn 410.000 lượt bán nha mọi người. Khi mà nhìn vào cái lượt bán là mình đã cảm thấy wow, thật là khủng khiếp. Không biết được rằng là cái mặt nạ này có gì đặc biệt, vì cái giá thành của nó rẻ lắm mọi người ơi. Mỗi cái mặt nạ như thế này chỉ có giá là 2.750 đồng thôi nha mọi người. Cả ba cái mặt nạ này mình đều đã dùng thử cả rồi. Khi mà mình đắp cái mặt nạ này mình bị ngứa mọi người ơi. Thực sự là nó rất là ngứa. Khi mà đắp cái mặt nạ này lên ấy thì cả chị và mẹ mình đều bảo là bị ngứa và châm chích. Đây là lần thứ hai này, bây giờ mẹ ngứa ở đâu, mẹ chỉ con xem. Chỗ này. Đâu nữa? Này. Đây, ở đâu thế? Châm chích ở vùng gãi. Thôi đừng gãi. Bây giờ chị đang cảm thấy là ngứa và châm chích ở những chỗ nào? Hai bên gò má, còn đâu nữa không?
rồi, ở phần dưới cằm đúng không? Đây ngay cái vùng da mà bảo ngứa thì nó đã bị nổi mẩn sau khi đắp mặt nạ này. Đấy, hai bên luôn nhá. Đắp phát là lên luôn đây này. Cả ba người trong nhà của mình khi đắp cái mặt nạ HA này nó đều bị cái cảm giác ngứa ở trên da như vậy. Cho nên mình nghĩ rằng cái vấn đề nó nằm ở cái mặt nạ này. Cái chất mặt nạ ở phía bên trong ấy, khi mà đắp lên trên mặt nó giống như là một cái lớp màng cực kỳ mỏng luôn ý. Về bảng thành phần của cả ba cái mặt nạ này ấy, thì nó đều toàn là tiếng Trung. Tuy nhiên nó sẽ có những cái loại chiết xuất từ thiên nhiên khác nhau. Mình lấy ví dụ như cái mặt nạ hồng này thì nó sẽ có chiết xuất từ cây rễ vàng. Mặt nạ màu xanh lá thì sẽ có chiết xuất từ trà xanh. Còn cái mặt nạ màu xanh da trời này nó sẽ có chiết xuất từ rong biển tảo nâu. Về cảm giác khi sử dụng cả ba cái loại mặt nạ này ấy, thì phải nói thật với mọi người là cả ba cái loại mặt nạ này nó đều có công dụng như nhau. Sau khi đắp xong nó không thấy khác biệt quá nhiều mọi người ạ. Về cái độ cấp ẩm và cấp nước của cả ba cái mặt nạ này thì nó rất là kém. Sau khi rửa mặt xong sẽ thấy da của mọi người mềm mịn một chút xíu do được cấp nước. Tuy nhiên chỉ sau 15 phút thì da của mọi người sẽ trở về cái trạng thái bình thường. Riêng đối với cái mặt nạ này thì mình chỉ chấm là 2/10 thôi. Nếu như mọi người hỏi mình có mua lại không thì chắc chắn là không nhé. Vậy là mình đã review xong những sản phẩm siêu rẻ và bán siêu chạy ở trên Shopee. Mình hy vọng rằng là video ngày hôm nay sẽ giúp cho mọi người có cái nhìn chân thật và khách quan đối với những sản phẩm cực kỳ hot hit này nhé. Và nếu như mọi người muốn mình làm video về chủ đề gì thì đừng quên là bình luận ở ngay bên dưới cho mình được biết nhé. Chắc chắn là mình sẽ dành thời gian để thực hiện từ từ. Và mình cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem video này. Nếu như mọi người thích video này đừng quên để lại cho mình một lượt like, subscribe, đừng quên nhấn nút chuông để nếu như mình có video mới thì mọi người là những người đầu tiên gặp mình nha. Chắc chắn là mình sẽ trở lại trong rất nhiều những video tiếp theo. Hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.